Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia, cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả các bạn chị em. Những anh chị em trong hội trường và toàn thể những anh chị em đang theo dõi hội thánh qua live stream. Xin Chúa ban phước. Và tôi rất là được vinh dự đứng trước anh chị em và toàn thể những anh chị em trên live stream để chia sẻ lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng những lời này để giúp ích cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, Chúa đã đưa anh chị em mình đến đây từ khắp mọi nơi, phải không ạ? Và với tình hình này thì tôi cho rằng một thời gian nữa thì cái bục giảng nó phải lui vô góc này, xếp thêm ghế trên đây nó mới đủ được. Giống như ngày xưa khi như còn nhóm ở nhà vậy, mới ban đầu làm bục giảng hoành tráng lắm, cuối cùng nó còn lại bằng như thế này thôi, tại vì không còn chỗ nữa. Nhưng mà không sao, cái điều đó khiến chúng ta vui mừng. Bởi vì anh chị em yêu mến Chúa mới đến đây, phải không ạ? Yêu mến Chúa mới đến đây. Không ai mà đến để chơi cả, vì Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em đến đây để được gặp gỡ Ngài. Amen. Đó là điều cực kỳ quý giá. Và tôi cũng khích lệ những ông bà anh chị em nào lần đầu tiên nghe về Chúa Giêsu đến đây với năng đề của mình hay với những sự tìm kiếm của mình, hãy nhanh chóng để đem cuộc đời mình dâng cho Chúa. Vì càng sớm thì càng tốt. Càng sớm càng tốt. Càng sớm chừng nào thì cuộc đời mình đỡ đau khổ chừng nấy, phải không ạ? Chúng ta có sự sống. Cảm ơn Ngài. Bạn bạn chị em ơi, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là thiết thực trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Tôi cho rằng tất cả anh em mình ngồi đây, ai cũng muốn sống một đời đắc thắng và kết quả hết á, phải không ạ? Không có ai mà muốn sống lây lắc, sống cho qua ngày, nhất là sau khi mình tin Chúa rồi. Trong mình xuất hiện một cái khát khao y như chính Chúa đã sáng tạo ra mình, một khát khao để được làm chủ, để được làm những cái việc lớn, để được thành công, để được vinh hiển từ nơi Ngài. Giống như ngày xưa Chúa tạo ra Adam với đầy dẫy sự khôn ngoan, và ông đã cai quản mọi thú rừng, cai quản toàn bộ vườn Eden, cai quản cả trái đất. Và đó là cái bản chất mà Đức Chúa Trời tạo chúng ta. Cho nên sau khi chúng ta trở lại Ngài, trở lại với Ngài, Ngài tái dựng chúng ta, thì trong chúng ta luôn xuất hiện một cái ước ao, đó là Chúa ơi, con muốn được thành công trong cuộc sống với Ngài. Ai cũng vậy cả, không có ai mà muốn sống một cuộc đời nhàn nhàn, đúng không ạ? Làng nhàn. Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng cái điều gì nó quyết định để chúng ta có thể làm được điều mà Đức Chúa Trời muốn mình làm, trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn mình trở thành, có được điều mà Đức Chúa Trời muốn mình có. Và sự đó rất là quan trọng. Và khi mà mình điểm lại toàn bộ những cái nhân vật ở trong Kinh Thánh ấy, thì chúng ta sẽ học được cái bài học này. Bài học này. Bây giờ ví dụ như mình điểm lại đi, lấy người đầu tiên là ông Môi-se đây ha. Ông là một người chăn chiên cho cha vợ của mình, tức là làm thuê đấy. Lâu lâu ông thưởng cho thằng con rồi về gọi là muối chẳng hạn, ví dụ thế. Thế còn ông cũng có bày chiên gì cả, ông chăn chiên cho cha vợ của mình. 80 tuổi rồi, nhưng mà do đâu ông lại trở thành một lãnh đạo để dẫn được 2 triệu người và làm khuất phục một quốc gia hùng cường bậc nhất lúc bây giờ, phải không ạ? Đó là vấn đề chúng ta suy nghĩ. Do đâu? Dĩ nhiên do ông gặp gỡ Chúa. Rồi chúng ta xem qua tới ông Gideon. Anh em đã đọc Cựu Ước rồi, biết phải không ạ? Gideon. Ông này là một nông dân thực thụ. Ông nông dân thực thụ sống trong một gia đình thờ thần tượng, thờ nữ thần Esera với lại là ba anh gì đó. Nhưng mà do đâu mà ông trở thành một lãnh đạo tài ba với một số ít người có thể đập tan cả một đạo quân hùng mạnh của Madia? Chúng ta suy nghĩ ha. Rồi do đâu mà David, một chàng trai trẻ chăn chiên, khi mà Samuel đến sức dầu thì 7 người anh của 6 7 gì tôi quên rồi, nhưng mà những người anh của David thì ăn mặc chỉnh tề, gươm giáo rồi đàng hoàng,
đến để chuẩn bị để được sức dầu. Còn ông David thì ông chả biết gì cả, ông đang chăn chiên ngồi đồng ấy. Ông về và ông được Samuel sức dầu. Và từ một chàng trai trẻ như vậy trở thành một chiến sĩ nổi danh khắp cả Israel, khắp cả vùng thời bấy giờ, và sau này là một vị vua và xây dựng một đất nước Israel hùng cường bậc nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Nên thấy không ạ? Và tiếp tục cuối cùng, do đâu mà những môn đồ đánh cá của Chúa Giêsu, những người ít học, không học hành gì hết trơn, rồi đầy đủ các tật xấu, trở thành những người biến đổi thế giới từ lúc bây giờ. Đấy, bây giờ mình cứ điểm lại những cái điều đó, mình sẽ thấy mọi người khác nhau hết. Môi-se khác, Gê-đôn khác, David khác, 12 sứ đồ của Chúa cũng khác. Họ khác nhau, xuất thân khác nhau, nhưng có một điểm là họ thành công. Họ làm được điều Chúa muốn họ làm. Họ trở thành người Chúa muốn họ trở thành, và họ có điều Chúa muốn họ có. Bây giờ tóm lại tất cả những người này, họ khác nhau, nhưng mà anh em có đồng ý với tôi không? Họ có một điểm chung, đó là họ gặp Chúa và họ được sức dầu. Đúng không anh em? Tôi thấy họ có điểm chung đó. Khi Môi-se được trao cây gậy, có nghĩa là được sức dầu đấy, thì ông bắt đầu khác. Khi Gê-đôn được kêu gọi từ một nông dân, lúc ông đang đạp lúa, ông đang đạp lúa trong cái vườn ép rượu của ông, thì ông được kêu gọi sức dầu, thì lúc đó ông khác. Ông trở thành một người mà nói ai cũng nghe đó. Trước đó ai biết ông là ai đâu, phải không ạ? David cũng vậy, một người chăn chiên, nhưng mà khi Samuel sức dầu, thì Kinh Thánh chép rằng từ đó thần Đức Giê-hô-va cảm động David. Và 12 sứ đồ của Chúa cũng tương tự như vậy. Họ được hà hơi, họ được Đức Thánh Linh giáng lên, và họ trở thành một người khác. Cho nên cho em, sự sức dầu tôi thấy là nó quyết định cái sự thành công trong đời sống của mình. Tôi nằm tôi suy nghĩ về điều này, tôi nói Chúa ơi, ở trong Chúa, cái điều gì nó quyết định để cho chúng con trở thành cái người Chúa muốn, làm điều Chúa muốn và có điều Chúa muốn? Và kết luận là, anh chị em ơi, chính sự sức dầu. Sự sức dầu khiến cho 300 quân có thể đánh được hàng vạn quân địch. Sự sức dầu có thể khiến cho một người trai trẻ không có gươm trong tay có thể giết chết Goliath. Sự sức dầu khiến cho một ông già 80 tuổi có thể khiến cho cả một đất nước hùng cường phải thua. Sự sức dầu khiến cho số ít thắng số đông. Sự sức dầu khiến cho những người yếu thắng những người mạnh. Sự sức dầu khiến cho lời của anh chị em nói ai cũng nghe theo. Sự sức dầu khiến cho người ta chú ý và chạy đến với người được sức dầu. Cho nên tóm lại tôi mới thấy như thế này, cái nhu cầu được sức dầu của con cái Chúa hiện nay đó, nó không thua kém gì cái nhu cầu được chữa lành bệnh và giải cứu khỏi ma quỷ hết á. Anh chị em nghe không ạ? Tôi thấy nó không có thua một tí nào. Người ta nói bây giờ tôi cần được chữa lành giải cứu là xong. Chưa xong đâu. Chưa xong đâu. Sau khi anh em được chữa lành giải cứu rồi, trong anh em sẽ xuất hiện một sự khao khát phục vụ Đức Chúa Trời. Và rồi bắt đầu anh em sẽ xuất hiện nhu cầu, Chúa ơi, sức dầu cho con. Đấy, tôi thấy không có ai chân thành, không có ai yêu Chúa, không có ai tôn kính Chúa mà được chữa lành giải cứu xong là ngồi rung đùi uống trà. Tôi không thấy ai đó. Tôi toàn là thấy, ôi sức dầu tôi, con muốn phục vụ Ngài, con muốn dâng đời sống cho Ngài, con muốn tận hiến cho Ngài, con muốn làm điều việc này việc kia cho Ngài. Tôi thấy toàn là người ta nói như vậy không. Cho nên tôi kết luận rằng cái thực tế là rất nhiều con cái Chúa mong muốn mình được sức dầu. Mình được sức dầu như Gideon, như Môi-se, như David, như các sứ đồ, như Phi-rơ, như Phao-lô, đến nỗi mà bóng của ông cũng có thể che nhiều người và người ta được lành, quần áo của họ của ông đắp cho nhiều người và người ta lành và được giải cứu. Nên được sức dầu kiểu đó. Khi đọc lại sách công vụ các sứ đồ, tôi nói thiệt với anh chị em, cho tôi cứ nhắm mắt lại, tôi nói Chúa ơi, con muốn được nó giống giống như thế này. Sống giống một ngày nào đó mà cái bóng của con đi, cái người ta được giải cứu, wow, tuyệt vời. Một ngày nào đó mà con cởi áo khoác thì con quẳng cho ai, cái người đó được lành. Oh, anh em thấy không ạ? Khi mình đọc Kinh Thánh mình phải nói với Chúa như thế. Mình nói Chúa ơi, Ngài làm được cho ông Phao-lô, làm cho con một chút. Đấy phải không ạ? Phải khát khao. Đó là cái sự sức dầu.
Tại vì họ cũng là người bình thường như chúng ta thôi. Nhưng mà khi sự sức giàu đến, họ trở thành người đặc biệt. À, đúng không chị em? Vấn đề là sự sức giàu. Cho nên cái điều đó là điều mà tôi và bạn chị em khao khát. Nhưng mà tôi thấy một điều, dường như cái sự sức giàu là một cái điều gì đó bí ẩn. Không ạ? À? Bí ẩn. Cái gì đó mờ mờ ảo ảo. Nó muốn nhưng mà đâu phải là cứ muốn là được. À, đúng không? Nó mới thực tế, mình phải nói như thế. Nó mờ mờ ảo ảo thì sao đấy. Muốn là một chuyện, nhưng nhận được như thế nào lại là chuyện khác. Và có vô số con cái Chúa đang loay hoay trong cái vấn đề này. À, đây là một cái điều mà tôi muốn nói hôm nay. Và có người cho rằng Chúa muốn cho ai thì người nấy được sức giàu. Chúa muốn cho quyền năng thì người đã được quyền năng. Việc gì nói theo kiểu người đời, việc gì phải sắn đó, kiểu vậy đó. Việc gì mà cứ phải bôn ba, việc gì mà thế này thế nọ. Và người ta trích dẫn cái câu Kinh Thánh là: như vậy Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Roma chương 9 câu 18. Người ta trích dẫn cái câu đó, và người ta bắt đầu sống một đời sống cơ đốc nhân bình thường. Cứ bình thường thôi. Không ạ? Nhưng mà anh chị em à, có phải vậy không? Có phải thực sự là Chúa muốn sức cho ai Chúa sức? Hôm nay Chúa ngủ dậy Chúa thấy nổi hứng cái sức cho vài người để đi chữa lành giải cứu. Phải vậy không? À, đó là vấn đề. Nhưng mà theo tôi thấy đó, không phải vậy. Không phải vậy đâu. Ở đây chúng ta cần lưu ý đến cái yếu tố toàn tri của Chúa. Trong cái câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa nghe đó, mình phải lưu ý đến cái yếu tố toàn tri của Chúa. Chúa chọn Gia-cốp mà bỏ Ê-sao. Đúng không? Hai anh em cùng sinh ra trong một bào thai, từ một gia đình, từ một người mẹ. Nhưng mà Chúa nói Chúa chọn Gia-cốp, Chúa bỏ Ê-sao. Người ta nói à đúng rồi, Chúa muốn chọn ai chọn, mà Chúa muốn bỏ ai bỏ. Nhưng không phải vậy. Bởi vì Chúa toàn tri, cho nên Chúa biết Gia-cốp là ai và xác thịt. À, Chúa biết Gia-cốp là ai mà Ê-sao sẽ là ai. Chúa biết Ê-sao khi lớn lên, ông là một người hời hợt, chỉ chăm chỉ cái chuyện là bắn cung với lại săn bắn. Thậm chí là ông chả cần quan tâm đến cái gì thuộc linh cả. Ông sẵn sàng một bát canh, ông bán luôn quyền trưởng nam của ông. Không ạ? À? Một người hơi hợp. Bởi vì cái sự toàn tri của Chúa, cho nên Chúa biết trước vậy thôi. Cho nên chúng ta cần để ý điều đó anh chị em. À, nhìn bề ngoài thì dễ nói rằng Chúa tây vị và độc tài. À, Chúa chọn người này, sức cho người này, ban quyền năng cho người này. Còn con đây sao không có? Tôi đây sao không có? Phải không ạ? À? Mình nghĩ như vậy. Nhưng học kỹ thì không thể đâu. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Samuel nhất chương 16 câu 7 anh chị em ha. Cho nên từ cái chỗ này đã tôi thấy rằng, tôi thấy là chưa có ai lười biếng mà được sức giàu cả. Đó là cái thứ nhất là tôi nhìn thấy. Không có ai lười biếng, chả muốn làm gì, suốt ngày cứ nằm ương ở trên giường lăn qua lăn lại. Người ta đi dậy đi làm hết, còn mình là 1 giờ mới dậy ăn sáng. Thì tôi nghĩ người đó không bao giờ được sức giàu. Và cũng chưa thấy ai được sức giàu kiểu đó. Tôi cũng chưa thấy ai sống bất tín mà lại được sức giàu. Chưa thấy ai sống dối trá mà lại được sức giàu. Chưa thấy ai kiêu ngạo mà được sức giàu. Chưa thấy ai không yêu kính Chúa mà được sức giàu. Tôi cũng chưa thấy ai sống không mục đích, không ước mơ, không khải tượng mà lại được Chúa sức giàu. Tôi không biết là Chúa sức cho những người đó để làm gì. Không ạ? À? À, đấy anh chị em. Mà những người như vậy nếu nhận được sự sức giàu cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng tôi thấy, tôi thì thấy có những người siêng năng, trung tín, chân thật, yêu kính Chúa, sống có mục đích thì được Chúa sức giàu. Đó là thực tế mà mình nhìn thấy. Cho nên buổi sáng hôm nay trong cái khuôn khổ những cái điều này, chúng ta sẽ nói một chút về cái chủ đề chuẩn bị thế nào để được Chúa sức giàu. À, mình phải chuẩn bị thế nào để được Chúa sức giàu. Mình muốn là một chuyện, nhưng mà mình phải chuẩn bị. Anh muốn trở thành bác sĩ không? Ai mà chẳng muốn. Bác sĩ thu nhập cao, được người ta tôn trọng, nghề nghiệp ai cũng cần, phải không ạ? Nhưng mà thôi, sau đợt Covid thì nó cũng hơi giảm rồi. Nhưng mà trước đây nó vậy đó. Ai không cần hết, nhưng mà muốn trở thành bác sĩ thì mình phải chuẩn bị. Phải học tập, phải thi cử, phải nghiên cứu, phải chuẩn bị mình. Thì sự sức giàu giống vậy anh chị. Anh chủ đề hôm nay tôi sẽ nói về sự chuẩn bị. Đúng không ạ? Chúa chọn sức giàu cho Môi-se. Bởi vì Ngài nói rằng ông là người khiêm hòa nhất thế gian. Và Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Dân Số Ký chương 12 câu 3. Chúa chọn sức giàu cho David vì Ngài nói rằng ông là người được chọn theo lòng của Ngài. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Đây là lời nói cho Saul khi bỏ Saul. Sa-môn nhất chương 13 câu 14. Chúa chọn sức giàu cho các sứ đồ của Chúa vì dù họ ít học, nhưng họ là người chân thật, không chút chi dối trá.
Anh em theo ạ. Đức Giê-xu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: này là một người Israel thật, trong người không có điều chi dối trá chi hết. Dân chương 1 câu 47. Ở đời á, người tài thì đầy đã nhóc, người giỏi thì nhiều, người thế này nọ nhiều lắm, nhưng mà tìm người chân thật như mò kim đáy biển, phải không em ha? Đời này nó thế đó. Cho nên Chúa chọn 12 người này. Tại sao Chúa không vào Jerusalem Chúa chọn? Tại vì sao Chúa không đến các thành phố Chúa chọn? Sao không đến các trường đại học Chúa chọn, các trường thần học Chúa chọn? Tại vì đó lưu manh quá. Chúa về bờ biển Galilee, Chúa chọn những người đánh cá chân đất, dù họ ít học, dù họ kém hiểu biết, nhưng được cái họ chân thành. Anh nói vậy, Chúa nói gì họ tin đó. Họ bảo họ theo Chúa là họ theo Chúa, chứ không có cái chuyện là hàng hai, phải không ạ? Cho nên Chúa sức giàu có cái điều nó rất là lạ ở đây. Như vậy rất dễ thấy, chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị mình để trở thành ứng viên sáng giá của thiên đàng cho sự sức giàu. Phải chuẩn bị mình. Nếu hôm nay Chúa nói rằng ta sẽ ngự xuống và sức giàu cho 100 đầy tớ ở đây, để trên toàn lãnh thổ Việt Nam có một cơn phấn hưng để họ làm trọn công việc ta sai họ làm, thì liệu anh em có nằm trong một trong số 100 đó không? Không. Cái không? Cái ai tự tin rằng nếu bảo là bây giờ ta ngự xuống chọn 100 người, ôi con là ứng viên sáng giá đây, chọn con Chúa. Giống như ngày xưa đi thi đại học vậy đó thôi. Không ạ? À? Trong mỗi trường đại học thì trường sẽ chọn 5 người cho đi du học. Đúng không ạ? À? Giữa 500 người chọn có 5 người và được đi du học. Đó, anh chị em thấy không? Bởi ngày xưa tôi được đi du học bên Nga, tôi biết cái trò này đấu đá ghê gớm lắm. Wow, thi cử vô 500 người đậu vô, rồi 500 người lọc lấy mấy người đếm trên đầu ngón tay để được học bổng đi du học. Đây là một nỗ lực ghê gớm anh chị em ạ. Ngày xưa tôi nhớ tôi học mà lũng bao tử luôn, anh chị biết rồi đó. Bao tử tôi bình thường học cứ thức đêm thức hôm, nhưng giọng cà phê vô cho nó thức, lũng bao tử luôn để được cái kết quả đó. Thì bây giờ hôm nay chúng ta quay trở lại, và đôi khi chúng ta hời hợt nghĩ rằng Chúa muốn sức thì sức, không sức thì thôi. Không có chuyện đó. Chúng ta đang ở trong cuộc đua. Anh chị em có tin mình đang ở trong cuộc đua không? Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang ở trong cuộc đua. Mà sứ đồ Phaolô nói tôi quên lửng mọi sự đằng sau đi, tôi quên tất cả mọi sự, tôi nhắm một mục đích thôi, tôi chạy để được giải. Nếu hôm nay anh chị em ngồi đây và nói Chúa, mục tiêu của con là phải được Chúa sức giàu, con chả cần thứ gì khác trên đời này, con đầu tư cho sự này, con sống cho sự này, con thức đêm thức hôm cho sự này, con dậy sớm cho sự này, con đọc Kinh Thánh và cầu nguyện cho sự này. Anh chị em ơi, anh chị em đang đua đấy. Còn nếu mà người cứ lững thững chắp tay sau đít này, sao mà đậu được anh chị em? Khó vô cùng, khó vô cùng, khó lắm. Tôi chưa thấy ai ngẫu nhiên được đi du học cả. Có. Đó là một quá trình nỗ lực, phải không ạ? Cho nên anh chị em à, rõ ràng tôi khích lại anh chị em hãy cùng đua để được sức giàu. Mèo ạ, đừng hiểu lầm ý tôi nói ở đây nha anh chị em. Tôi không có ý nói rằng là mình cần một số thứ nào đó để đổi lấy sự sức giàu. Không phải đâu. Chắc chắn một điều là anh chị em không thể mua sự sức giàu bằng bất cứ cách nào, hay là đổi bằng bất cứ thứ gì. Sự sức giàu không phải là thứ để đem bán hay trao đổi. Trong công vụ chương 8, khi Simon, ông thuật sĩ Simon thấy Phi-rơ đặt tay lên Đức Thánh Linh ban cho người ta, ông cũng nói. Ông không phải nói đâu, ông lấy bạc ông dân. Chắc là ông này ông làm phù phép ông nhiều tiền. Dân cho Phi-rơ và nói ông Phi-rơ, ông lấy ít bạc này rồi ông cho tôi cái, chuyển tải cho tôi cái này, để tôi đặt tay lên ai thì người ta cũng nhận lãnh Thánh Linh. Không ạ, ông lấy bạc ông mua. Thì anh em biết ông Phi-rơ nói gì không? Tiền bạc ngươi sẽ hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mà mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không có sự trao đổi nào anh chị em nhé. Cho nên anh chị em mình không thể mua sự sức giàu bằng sự dâng hiến. Không phải là anh dâng nhiều tiền được sức giàu đâu, quên đi. Không có đâu, tiền bạc đó sẽ hư mất với anh em. Đúng không? Anh em cũng không thể mua sự sức giàu bằng bằng cấp thần học của mình. Không có đâu. Cũng không phải mua sự sức giàu bằng cái chức tước tôn giáo của mình. Không có đâu. Không phải lên đây xong rồi bắt đầu đứng bây giờ tôi phong danh chủ tịch này nọ của hội nào hệ nào đó rồi bắt đầu mình được sức giàu. Không có, đây là dầu ô liu mua ở chợ thôi, không phải dầu thiên đàng. Đúng không ạ? Dầu thiên đàng khác.
vào thiên đàng khác. Rồi. Chúng ta cũng không thể nào mua sự sức giàu bằng sự xuất thân, gia đình, tín kính hay là bằng phẩm hạnh, bằng tài năng, v.v. Sự sức giàu là quà tặng từ Chúa. Nó được ban cho một người qua sự tự vứt bỏ mình đi và sự vâng lời Chúa tuyệt đối. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là trao đổi, mà nên hiểu rằng chỉ những người vứt bỏ mình đi và tuyệt đối vâng lời Chúa mới có khả năng cầm giữ sự sức giàu. Anh hiểu ý tôi nói không ạ? Bây giờ tôi trao cho anh một vật quý giá mà tôi biết rằng anh không thể giữ được, không thể sử dụng được. Tôi trao không? Chúa cũng giống vậy. Sự sức giàu là một điều quý giá của thiên đàng, là báu vật thiên đàng, là điều bí ẩn của thiên đàng, là năng quyền của thiên đàng, là điều mà con Đức Chúa Trời phải đổ huyết lên thập tự giá để con cái của Ngài có được hôm nay. Ngài không trao một cách hời hợt đâu anh chị em. Cho nên tôi nói lại nè, sự sức giàu sẽ chảy xuống được trao ban cho những người đã tự vứt bỏ mình đi và vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Đây không phải là sự trao đổi, không, mà đây là điều kiện để cho anh chị em có thể nắm giữ được sự sức giàu. Sử dụng được, chỉ người đó mới sử dụng được, còn không thì thua. Dành tháng ạ, đó là vấn đề mà tôi muốn nói. Cho nên ở đây nè, bây giờ câu bài học nó đi đến chỗ là mình làm điều gì để mình chuẩn bị. Chuẩn bị cho sự sức giàu. Ai đã được sức giàu sẽ được sức giàu thêm. Nên thánh sẽ nên thánh thêm, công bình sẽ công bình thêm. Sự sức giàu của Chúa đâu có giới hạn đâu. Chúa Giêsu là không chừng mực các bạn. Cho nên cái lời này tôi nói cho anh chị em không có nghĩa là chỉ dành cho những người chưa được sức giàu hay những người đang khao khát được sức giàu không. Tôi nói cho tất cả mọi người, kể cả chính bản thân tôi luôn. Chúng ta đều đang chạy đua. Chúng ta tiến tới một đời sống thành công, một đời sống mạnh mẽ, một đời sống tự do, một đời sống kết quả. Anh chị em biết không? Ngày hôm nay Chúa làm gì cũng qua sự sức giàu hết. Chúa chữa lành qua sự sức giàu. Anh em biết khi anh em được chữa lành là điều gì xảy ra? Trong thế giới thuộc linh, dầu đang đổ lên anh em. Và khi dầu thánh của Chúa đổ lên thân thể anh em, thân thể thuộc linh, mọi bệnh tật đen tối tối tăm biến mất. Đó là anh em khỏe mạnh. Khi sự sức giàu đến và anh em thấy tự nhiên, ôi sao ma quỷ nó lộ diện. Anh em biết tại sao nó lộ diện không? Bởi vì sự sức giàu đến và mọi xiềng xích nó bị bẻ gãy. Và nó phải la hét lên. Chúa làm gì bây giờ cũng qua sự sức giàu hết. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng phục vụ Đức Chúa Trời mà không có sự sức giàu thì vừa ít kết quả mà lại vừa nguy hiểm nữa. Chúng ta không thể dùng nhân linh của mình để cố gắng chữa lành người khác. Chúng ta không thể dùng nhân linh của mình để cố gắng giải cứu người khác. Điều đó cực kỳ là nguy hiểm anh chị em. Nhiều người nỗ lực đúng không ạ? Nỗ lực giải cứu, nỗ lực chữa lành. Đó là cách mình dùng nhân linh của mình để giúp đỡ người khác. Anh chị em à, chúng ta đâu chiến đấu với thịt và huyết đâu. Chúng ta chiến đấu với các chủ quyền, các thế lực, vua chúa mờ tối và các thần dữ trên trời cơ mà. Cho nên nếu không có sự sức giàu của Chúa thì chúng ta đang đứng vào chỗ nguy hiểm. Rất nguy hiểm luôn. Phải không ạ? Sự sức giàu rất là quan trọng ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt đầu học một vài điều ở đây. Chuẩn bị mình như thế nào để được sức giàu. Anh chị em có khao khát được Chúa sức giàu không? Ai khao khát giơ tay lên nào? Tất cả ơi thánh luôn mất tiêu rồi. Tôi nghĩ là những anh em trên mạng này cũng vậy luôn phải không ạ? Wow, toàn bộ luôn rồi. Như vậy tôi nghĩ rằng những lời tôi sắp chia sẻ cho anh chị em này cực kỳ giá trị. Amen. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc trong Các Vua nhất chương 19 nha. Câu 19 đến câu 21. Đây là một câu chuyện tôi nghĩ rằng rất là có giá trị cho những ai khát khao sự sức giàu của Chúa. Yeah. Các Vua nhất chương 19 câu 19 đến 21. Tôi đọc anh chị em cùng lắng nghe nha. Từ đó Eli đi gặp Elise, con trai của Sa-phát đương cày có 12 đôi bò trước mặt mình. Chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo tròn trên người. Elise bèn bỏ mình, chạy theo Eli mà nói rằng: xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp: hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Elise bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Eli mà hầu việc người. Đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta cùng nhau phân tích ha. Rõ ràng anh chị em hãy đồng ý với tôi điều này.
Ngay lúc mà chúng ta vừa đọc cái đoạn kinh thánh này đó, tại cái thời điểm mà đoạn kinh thánh này xảy ra đó, thì Elise chưa được sức dầu gì cả, đúng không ạ? Elise chỉ là một người bình thường đang cày ruộng. Rồi, ông là một nông dân hàng ngày chăm chỉ trên cánh đồng của mình, ông có sức dầu gì lúc này đó. Và câu chuyện của đời ông bắt đầu từ lúc Eli ném cái áo tròn của Eli trên mình ông, và trải qua một quá trình rất là dài. Cuối cùng thì ông được sức dầu gấp đôi thầy mình là Eli. Do đó câu chuyện khởi điểm của ông rất đáng để cho tất cả chúng ta suy ngẫm. Đây là khởi điểm. Giống như tôi hoàn bàn trên giờ này, đơn sơ, không có gì cả, không ạ? Chưa làm được cái việc gì gọi là siêu nhiên gì cả, bình thường. Nhưng bắt đầu một ngày nọ có cái áo tròn nó quẳng lên người mình. Đấy, thì bây giờ mình bắt đầu như thế nào? Và tôi nói cho em, ngay khi cái áo tròn nó quẳng lên thì Elise cũng chưa có gì cả cơ mà, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta hãy qua đoạn kinh thánh này, chúng ta học được những vài điều như thế này nha. Thứ nhất á, cái người mà Đức Chúa Trời chọn để sức dầu đó phải là người đang làm việc. Đang làm việc anh chị em ạ. Là người đang sống hết mình, trách nhiệm tối đa với mục đích đang có của mình. À, là vậy đó. Bây giờ anh em đọc đi câu 19, anh em sẽ thấy. Từ đó Eli đi gặp Elise, con trai Sa-phát đương cày có 12 đôi bò trước mặt mình. Chính người cầm đôi thứ 12. Đương cày ruộng các bạn. Đúng không ạ? Đương cày ruộng. Giống như các sứ đồ, lúc Chúa Giê-xu gọi thì họ đang làm gì? Đánh cá. Gideon Chúa gọi đang làm gì? Đang đập lúa. Môi-se Chúa gọi đang làm gì? David Chúa sức dầu đang làm gì? Đang chiên lúa. Tôi chưa thấy ai nằm trên võng đông đưa uống trà cả. Ở đây, đây là chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý. Không ạ? Phải lưu ý. Bởi vì cái điều này cực kỳ quan trọng. Đây là tính cách của họ. Đây là những người siêng năng làm việc, là những người sống hết mình cho mục đích. Mặc dù mục đích gì thì chưa biết, nhưng mà cứ phải sống hết mình cho mục đích cả. Cái người đó mới là người có đam mê, trách nhiệm, không có mục tiêu. Chứ không phải cứ lơ mơ phất phơ xong rồi bảo sức dầu. Rất khó anh chị em ha. Và rõ ràng là ở đây Elise không phải là người lười biếng hay không có việc gì làm, hay đang chờ tìm cơ hội để hầu việc Chúa. Không có. Elise cũng chả có cái ý tưởng gì trong đầu là bây giờ mình phải trở thành tiên tri cả. Không có luôn. Ông hoàn toàn đang chăm chỉ cho cái đồng ruộng của mình. Đây là chỗ chúng ta cần để ý. Bởi vì ngày hôm nay tôi nghe nhiều người nói là anh này anh kia không làm được tích sự gì cho đời này cả, nên xin vào học thần học để làm mục sư. Tôi nghĩ cái ý tưởng này nó cực kỳ là một thiệt hại cho vương quốc Đức Chúa Trời, vì nó xuất phát từ một suy nghĩ hết sức sai lầm. Họ nghĩ rằng chắc làm mục sư là cái nghề dễ sống nhất là sao ấy. Chỉ đứng lên giảng bài giảng không có lương. Phải không ạ? Tuần giảng bài giảng có lương đủ sống rồi. Không mà tôi nghe thiệt. Tôi nghe có người nói này không làm được cái gì đó. Đụng tới đâu lụng bại tới đó. Thôi đi học thằng học làm mục sư đi. Tôi nghĩ rằng cái điều này nên bỏ. Nên bỏ anh chị em ạ. Cái người mà phục vụ trong vương quốc Đức Chúa Trời phải là người tinh túy nhất của thế gian này. Không phải là chuyện bình thường. Không phải chuyện bình thường. Em ha. Cho nên chúng ta đọc thử câu 16, anh chị em sẽ thấy Chúa nha. Khi Chúa sai Elise, Chúa nói như thế này nè: và ngươi sẽ sức dầu cho Elise con trai Sa-phát ở Eben-Mê-hô-la làm tiên tri thế cho ngươi. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Eli. Không phải ông Eli ông tình cờ ông đi chơi sao ông thấy ông Elise cái ông hứng cái ông quẳng cái ao tròn. Không. Đức Giê-hô-va đã sai Eli. Tại sao sai Eli đến chính xác với Elise? Tại vì Chúa đã thấy được sự siêng năng của Elise. Chúa thấy khi anh chị em hoàn toàn chưa biết Chúa là ai cơ. Chúa thấy hết. Con mắt Đức Giê-hô-va giỏi khắp thế gian. Chúa nhìn thấy anh chị em đang làm gì. Chúa nhìn thấy anh chị em có trách nhiệm gì trong cuộc sống. Chúa nhìn thấy anh chị em chân thật hay dối trá. Chúa nhìn thấy anh chị em siêng năng hay lười biếng. Chúa nhìn thấy anh chị em có hoàn thành công việc hay là làm nửa chừng bỏ. Chúa nhìn thấy hết. Và không phải ngẫu nhiên Chúa sai Eli đến Elise. Anh chị em có tin điều đó không? Không phải ngẫu nhiên. Cho nên anh chị em ạ, chúng ta cần phải là một người đang làm việc. Tôi không biết là anh chị em làm việc gì. Có thể anh em đang làm công nhân, anh em đang làm ở công ty, anh em đang điều hành một doanh nghiệp, anh em đang làm ruộng,
anh em đang trồng cà phê hay làm cái gì bất kể, nhưng anh em à, hãy siêng năng hết mình cho công việc của mình. Tôi nhớ ngày xưa lúc tôi còn nhỏ, hai mấy tuổi đó, 21-22 tuổi, lúc Chúa quẳng cái áo tròn của Ngài trên tôi, là anh em biết tôi đang làm gì không? Tôi đang kiếm tiền hết mình. Tôi chỉ biết tiền thôi. Cuộc đời tôi chả biết cái gì ngoài tiền. Tôi kiếm tiền đến mức độ mà liều mạng sống của mình luôn, hai lần chĩa súng vào đầu. Đúng không ạ? Chả sợ. Bởi vì tiền thu hút quá. Rất thu hút. Nhưng mà sau khi mình sống hết mình cho mục đích đó, mình liều mạng sống mình cho mục đích đó, mình sống hoàn toàn cho cái chuyện là ở đời này tôi sống để kiếm tiền, tôi chả biết gì khác, thì Chúa đến Chúa chuyển một cái. Bây giờ thằng này nó sẽ sống hết mình cho Chúa Giêsu, không còn quan tâm chuyện gì khác nữa. Có đó anh chị em hiểu ý không ạ? À? Hiểu ý Chúa không ạ? À? Chúa chỉ cần bật cái công tắc một cái, nó chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, chuyển từ hệ này sang hệ kia, cũng cái tinh thần đó. Anh em nhớ sứ đồ Phao-lô không ạ? À? Trước ông quay trở lại, Chúa ông sống hết mình cho điều gì? Cho luật pháp, cho Pharisee. Ông nhiệt thành đến mức độ sẵn sàng giết người để bảo vệ đạo của mình. Đúng không ạ? Chúa cần những người nhiệt thành như vậy, nhưng mà không phải nhiệt thành cho chuyện bậy. Chúa đến, Chúa chuyển công tác cái, bây giờ là hết mình cho Chúa Giêsu. Đó là chỗ tôi muốn nói với anh chị em. Nếu anh chị em lười biếng trong công việc của mình, anh chị em sẽ lười biếng trong vương quốc Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em vô trách nhiệm trong công việc của mình, anh chị em sẽ vô trách nhiệm trong hội thánh của Chúa. Nếu anh em là người làng nhàng, thì khi nhận nhiệm vụ trong Chúa anh em cũng làng nhàng, thì ai được cứu đây? Ai được chữa lành đây? Hội thánh làm sao được gây dựng đây? Cho nên anh chị em à, Chúa sức dầu cho người sống hết mình cho mục đích của mình. Không quan trọng anh chị em đang làm gì. Có thể anh chị em đang buôn lậu, không quan trọng. Cứ hết mình buôn lậu đi. Nhưng mà khi Chúa chuyển công tắc là anh em sẽ sống cho Chúa Giêsu hết mình như vậy. Amen. Không quan trọng. Thôi. Thì tôi ngày xưa cũng buôn lậu đấy chứ gì nữa. Đúng không? Vậy thôi. Phải không chứ? Chúng ta đi tiếp ha. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy ở đây là Elise khi được quăng áo tròn lên mình, ông đã đón nhận sự kêu gọi của Chúa một cách nhiệt thành. Elise liền bỏ đôi bò mình lại, chạy theo Eli. Anh em thấy chưa? Mới quẳng áo tròn đó chưa gì cả, bỏ luôn rồi. bỏ chạy theo rồi. Anh em thấy được cái sự nhiệt thành của Elise ở đây không? Thấy được cái sự dứt khoát của Elise ở đây không? Đó là chỗ mà Chúa cần. Chúa cần. Cái điều quan trọng là anh chị em mình phải đón nhận sự kêu gọi của Chúa. Ngài kêu gọi nhiều người, nhưng không phải ai cũng đón nhận sự kêu gọi. Đó là chỗ tôi rất là đáng tiếc. Thốt ra 1000 lý do, họ biện minh rằng mình còn nhiều mục tiêu khác để theo đuổi. Chúa kêu gọi nhiều người lắm, nhưng mà người thì nói thế này, người nói thế khác. Nhiều người được Chúa kêu gọi, nhưng rốt cuộc họ lại chọn cái lối sống yên ả như bình thường, miễn là đạo đức, làm cơ đốc nhân ngoan ngoãn, đi nhà thờ đúng giờ là đủ rồi. Nhưng mà trước đó tôi biết Chúa có kêu gọi họ. Lý do để từ chối thì nhiều lắm. Anh chị em ạ, rất là nhiều. Họ đã bỏ qua sự kêu gọi của Chúa bằng cách nhân danh lễ phải. Tôi là cha mẹ, phải lo cho gia đình. Tôi là công dân có trách nhiệm, phải đi làm. Tôi là chồng, phải lo cho vợ mình. Rồi tôi là vợ, phải chăm sóc gia đình của mình. Đúng không ạ? Họ nhận được nhiều cái vỗ tay khen ngợi từ xã hội và bạn bè. Thế gian hoan nghênh những mẫu hình cơ đốc nhân kiểu đó, tốt đời đẹp đạo mà. Không ạ? Hoan nghênh lắm. Ok chưa? Nhưng anh chị em ạ, anh em đã bỏ lỡ sự kêu gọi của thiên đàng. Đây là chỗ hết sức đặc biệt chú ý. Sự kêu gọi của Chúa là một sự kêu gọi từ trời, và nó đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng một cách nhiệt thành trên tất cả mọi điều khác. Trên tất cả mọi điều khác. Đó là con đường để chuẩn bị mình được sức dầu. Còn lý do, hàng ngàn lý do. Lý do nhiều lắm. Anh em nhớ lời Chúa Giêsu kêu mọi người không? Thì có người nói sao? Tôi vừa lấy vợ, xin cứu, khỏi đi. Đúng không ạ? Ôi, tôi phải về chôn cha tôi cái đã. À, đủ lý do hết đó. Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nó hàng trăm hàng ngàn những lý do để chúng ta có được cái lý lẽ để từ chối sự kêu gọi của Chúa một cách rất hợp tình hợp lý. Nhưng mà rất đẹp lòng Satan chứ không đẹp lòng Chúa.
Satan mừng lắm. Một người được Chúa kêu gọi mà viện lý do để chần chừ, tôi nghĩ Satan mở tiệc ăn mừng vì vương quốc nó không bị thiệt hại mà ha. Rồi, ở đây chúng ta thấy Elise không phải như vậy. Ông lập tức đuổi theo sự kêu gọi. Chúa đang tìm kiếm những con người đáp ứng nhiệt thành lời đề nghị của Ngài và bước vào chức vụ. Chúa đang cần những người như thế. Anh em thấy các sứ đồ của Chúa không? Khi họ đang đánh cá, không ạ? Khi Chúa bảo hãy theo ta, họ làm gì anh chị? Lập tức bỏ chài lưới, bỏ cha mình lại, theo Chúa liền. Theo Chúa liền. Thôi, ngày xưa tôi đọc cái câu này tôi cũng chóng lắm, lúc mà còn trẻ đó. Tôi chóng lắm, tôi nói kiểu này thôi tan nát cuộc đời sao? Hơi căng, không ạ? Mà sau này tôi mới nghiệm ra, tôi thấy ô, thực ra mình đi theo Chúa nó lợi hơn rất là nhiều. Ngày xưa tôi đang mải mê kiếm tiền buôn lậu đủ thứ, súng ống nó chĩa vô đầu không biết chết lúc nào. Khi mà quyết định bỏ tất cả, bây giờ con chỉ phục vụ Ngài thôi, thì dần dà cuộc sống của mình bắt đầu bình an trở lại, vui mừng trở lại, ý nghĩa trở lại. Và tôi thấy hơn 30 mấy năm nay, có lúc lên có lúc xuống, nhưng mà nhìn chung là cứ đang đi lên. Anh em hiểu ý không ạ? Cái hình nó như thế này nè. Đó, thế mà cuộc đời mình đi theo Chúa nó sẽ như thế này nè, lúc lên lúc xuống, đúng không? Nhưng mà lúc nhìn chung là đi lên, đó là đi theo Chúa. Cho nên tôi nói anh em đừng sợ, khi Chúa gọi hãy đáp ứng một cách nhiệt thành. Ngày xưa khi tôi còn trẻ, Chúa gọi thiệt, không phải gọi giỡn đâu. Chúa đến gọi thiệt. Và lúc đó tôi đang học đại học năm thứ 3 cơ mà, tôi đang kiếm ra tiền cơ mà, thậm chí là học bổng không thèm nhận. Và đến tháng là trường cho học bổng, cho tụi bay luôn, lấy đi, tao cũng nhiều tiền không cần. Đó, thấy vậy đó, sống phê phẩm. Một mùa hè là hồi đó là tiêu hết 10.000 đô la, ăn chơi nhảy múa bia bọt rồi chơi không thiếu một thứ gì. Nhưng mà khi Chúa đến gọi một phát, bỏ tất cả. Không, tôi phải nói thiệt để khích lệ anh chị em, tôi bỏ tất cả, tôi nói dẹp luôn. Chào các bạn dẹp. Đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đó là sự đáp ứng. Tôi cho rằng chính sự đáp ứng này nó dẫn chúng ta có thể sống một đời luôn đam mê và nhiệt thành với Chúa Giêsu. Tại vì thật ra Chúa cũng ngán những người nửa nạt nửa mỡ lắm. Hôm nay yêu Chúa nhưng mà mai ghét Chúa. Hôm nay thích phục vụ Chúa nhưng mà mai lại thích đi du lịch cơ. Chúa rất không hài lòng. Chúa muốn những con người nhiệt thành, những con người trọn đời để nhiệt thành cho Chúa. Tôi rất thích, mà một nhân vật tôi thích nhất Kinh Thánh, anh em biết ai? Sứ đồ Phao-lô. Ông là một người nhiệt thành trọn đời. Ông bỏ tất cả, ông sống tất cả cho vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi rất là hài lòng và được khích lệ khi cứ đọc đi đọc lại sách Công Vụ của sứ đồ. Tôi nghe là cứ mỗi lần nghe là người nóng rang lên, bởi vì tôi thấy cuộc đời sứ đồ Phao-lô nó quá hoàn hảo để chúng ta học tập. Quá tuyệt vời anh chị em ha. Rồi, điều thứ ba mà chúng ta chuẩn bị mình, tôi gọi là gì? Phải biết nương theo những chuyển biến dù nhỏ bên trong khi nhận được sự kêu gọi. Tôi muốn giải thích anh em hiểu chỗ này. Khi Chúa kêu gọi tôi đó, ví dụ ha, đâu có phải là tôi té ngã xuống sàn hay là lửa bốc lên đầu, đâu có đâu, không có. Tôi kể cho anh em nghe là Chúa kêu gọi tôi bằng cách gì. Tôi đang ăn chơi phè phẩn như thế, sau đó là một buổi chiều tôi nổi hứng, tôi nói rằng là anh em ơi, tôi gọi mấy bạn mà cùng ăn chơi đó đến cái chỗ kia xem thử họ đang nói gì mà ồn ào thế kia. Cái tụi tôi là nhóm lại khoảng 10 mấy người đi đến coi, khỏi cái tụi này nó giảng cái gì đây. Ăn xong rồi nó không lo kiếm tiền, đi giảng cái gì. Ngày xưa tôi nói vậy đó. Và tôi đến tôi nghe thấy nói cái gì về thập tự giá, Chúa Giêsu, sự cứu rỗi, sự sống linh hồn. Tôi nói mấy ông này nói tào lao quá. Tụi bay gom tất cả truyền đạo đơn vào, bỏ sọt rác cho chúng ta bay. Và chúng tôi lấy tất cả truyền đạo đơn và đi vứt sọt rác. Đó là việc tôi làm trong mùa hè năm 1993. Nhưng anh em biết điều gì không? Sau buổi hôm đó, tôi về nhà tôi ngủ không được. Tôi ngủ không được. Và cuộc đời tôi nó buồn, chưa bao giờ buồn như thế. Tôi cảm thấy cuộc đời này nó chả có ý nghĩa gì để sống tiếp cả.
Tôi cứ thẳng thà đi ra nhìn cửa sổ, hồi đó bên Nga mùa đông, chuẩn bị sang học là mùa đông nó cứ phiêu phiêu, rồi mùa thu lá vàng rơi xào xạc. Cuộc đời mình nói thôi chắc là kết thúc ở đây cho rồi, sống làm gì. Mà trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác đó. Em thấy không? Kinh khủng. Và chính cảm giác chán đời này, không tha thiết sống này, đã xúi dục tôi tìm kiếm và hỏi tiếp về Chúa Giê-xu. Tôi gọi đó là biết nương theo những chuyển biến dù nhỏ nhất bên trong khi nhận được sự kêu gọi. Điều gì xảy ra nếu tôi tiếp tục tìm thấy niềm vui của mình trong những chè chén nhậu nhẹt bạn bè? Có lẽ bây giờ linh hồn tôi vẫn đang chờ chật để xuống địa ngục, phải đúng không? Nhưng nếu tôi nương theo sự chuyển biến đó, tôi tiếp tục tìm kiếm Chúa để hỏi ra cho cặn kẽ Chúa Giê-xu là ai, thì bây giờ tôi là người được Chúa dùng để cứu nhiều người, phải đúng không? Cho nên khi Eli đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người, Elise bèn bỏ bò mình chạy theo Eli. Lạ chưa? Anh em hãy tưởng tượng đi, Eli đi ngang và đơn giản là ông ném áo choàng trên Eli, không nói, không rằng, không giải thích, không gì cả, không công bố bất cứ điều gì. Sau khi ném áo choàng thì chúng ta cũng không thấy là ông Eli ông té xuống, ông Elise té xuống đất, hay là bò ông bị bốc cháy, cày ông bốc cháy và nướng thịt nướng nó thơm lừng lên, đâu thấy gì xảy ra đâu, hoàn toàn tự nhiên như trò chơi vậy đó, không có biểu hiện nào siêu nhiên cả. Vậy thì thế thì tại sao, căn cứ vào điều gì mà Elise bèn bỏ bò mình chạy theo Eli? Anh em suy nghĩ chỗ này giúp tôi đi. Căn cứ theo điều gì? Anh em nghĩ đi, bây giờ anh em đang ngồi đúng không? Tôi đi ngang, tôi cởi áo khoác, tôi quẳng lên anh em. Thì căn cứ vào điều gì mà anh em chạy theo? Cho tôi theo ông. Căn cứ điều gì? Tôi có nói gì đâu. Tôi có mời đâu. Đúng không ạ? Anh em có té ngã đâu. Lửa có bốc lên đầu đâu. Tôi gọi sự này là sự dịch chuyển bên trong tấm lòng mà Elise đã nhận ra. Có một điều gì đó đang thay đổi trong lòng của Elise khi chiếc áo tròn này rơi trên ông, mà chỉ có ông nhận ra và Đức Chúa Trời biết. Có một điều gì đó. Có thể lúc đó Elise vừa nhận áo tròn xong, suốt ngày cày ruộng chán quá. Có thể lắm. Không biết được. Trước đây ông rất ham thích cày ruộng, đam mê cày ruộng. Ông là con địa chủ cơ mà, 12 đôi bò mà đâu có phải ít bò đâu. Đúng không? Đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Ông đang cày ruộng kiếm tiền. Ông đang ở trong một gia đình địa chủ. Tuy nhiên khi áo tròn của Eli trên ông, thì một điều gì đó chuyển biến trong tấm lòng. Một điều gì đó rất nhỏ đang chuyển biến trong tấm lòng. Và Eli sẽ nhận ra đó có thể là một cái sự thay đổi nào đó rất bất chợt, rất tình cờ. Tôi muốn anh chị em chú ý điểm này. Và mỗi một cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta không biết nương theo những chuyển biến, những dịch chuyển nhỏ đó, chúng ta sẽ đánh mất sự kêu gọi. Có thể như thế này anh chị em. Trước là bạn rất mê phim ảnh, đúng không? Ôi trời, tập nào ra cũng coi thâu đêm suốt sáng. Phim Hàn thì ngồi khóc sướt mướt như là gì này nọ, như ai là cha mẹ chết vậy đó. Tôi thấy có người như thế rồi, ngồi xem phim mà khóc mấy chén nước mắt, đúng không ạ? Nào coi. Nhưng mà từ khi nghe được bài giảng nào đó thì bạn bắt đầu chán phim, coi thấy nó như cơm nguội, không thích nữa, không ham thích phim ảnh chút nào chừng nữa. Bây giờ chỉ thích nghe giảng với cầu nguyện thôi. Tôi gọi đó là sự dịch chuyển trong tấm lòng. Chúa phải làm một điều gì đó trong tấm lòng anh em, thì anh em mới chán phim và mê ngài. Nên thế, hãy nương theo. Hãy nương theo. Tiếp tục nương theo, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục nghe giảng, tiếp tục tìm kiếm ngài. Và anh em sẽ bắt đầu được sẵn sàng cho sự xuất dọn. Cũng có thể lắm, trước đây thì tiền bạc danh lợi là thú vui của anh chị em, là mục đích cuộc đời. Phải ngắm cọc tiền trước khi đi ngủ, ngủ mới ngon. Anh em tưởng chuyện này tôi nói đùa. Ngày xưa tôi kiếm tiền tôi cũng quen một anh. Cái anh này á, trước khi đi ngủ anh phải lấy một cái cọc đô la 100 tờ. Đó à, anh ra anh hít hít mấy cái rồi anh đi ngủ, nó mới ngủ được. Anh bảo nó như thế nào? Lần đầu tiên trong đời tôi mới nắm được cọc tiền đô la như thế này. Cho nên tôi phải ôm nó, tôi hít rồi tôi ngủ mới được. Đấy, nó mê như thế. Cho nên trong cái giới kiếm tiền đô la đây là tôi biết nhiều cái tay kinh khủng lắm. À, mê tiền lắm. Ma lực đấy anh chị em, không đơn giản đâu. Cho nên có thể trước đây anh chị em là người mà chỉ có tiền, danh lợi quyền tiền. Mục đích cuộc đời là phải tìm cho bằng được. Nhưng từ khi đọc được câu kinh thánh, hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết, vì sự sống người ta không phải cốt tài của cải mình dư dật đâu.
thì tự nhiên anh chị em chán, chẳng muốn kiếm tiền nữa. Có thể chứ đúng không? Chán luôn. Bây giờ tiền kệ, chả quan tâm, chỉ muốn tìm kiếm Chúa mà thôi. Tôi gọi đây là những chuyển biến bên trong khi một người nhận được sự kêu gọi. Cái gì cho cái này tôi kinh nghiệm anh chị em. Khi Chúa kêu gọi, mấy cái thứ này nó như rơm rác, nó là phương tiện để mình sống thôi chứ mình không mê nữa. Đó là sự dịch chuyển. Nó có thể là những cái tín hiệu rất âm thầm, yếu ớt, giống như sóng điện thoại, còn có đúng một vạch nhỏ xíu thôi, chập chờn chập chờn, dễ dàng bị dập tắt nếu anh chị em không nhạy bén và nhận ra. Em hiểu không ạ? Phải nhạy bén và nhận ra. Đó, một sự thay đổi gì đó. Và điểm tiếp theo anh chị em, chúng ta nói không là không kịp thời gian. Rồi Elise về nhà bắt một đôi bò và giết đi, lấy cày làm củi nấu thịt đãi mọi người. Rồi Elise lên đường đi theo Eli phục vụ ông. Các vua nhất chương 19 câu 21. Cái này anh em nhận ra rồi phải không ạ? Tôi nghĩ khi được Chúa kêu gọi chuẩn bị sức dầu, tôi vòng bà anh chị em phải còn một cái gì đó có giá trị, có giá trị, để sẵn sàng bỏ đi, đi theo sự kêu gọi của Chúa. Có một số người ngày hôm nay nói rằng: Chúa ơi, con muốn dâng cả thảy cho Ngài. Mà hỏi anh có gì để dâng? Nhà không, nghề nghiệp không, tiền không, vợ không, con không. Nói chung là chỉ có, chả có cái gì cả, mỗi cái xác thôi. Thế thì dâng cái gì? Cho nên tôi tin rằng nếu một người đang sống cho mục đích của mình, siêng năng trên cánh đồng làm việc của mình, thì khi Chúa kêu gọi, anh chị em phải có gì đó còn lại giá trị để giết đi và đi theo Chúa. 12 sứ đồ đã bỏ chài lưới theo Ngài. Ông Elise đã giết bò, đốt cày, nướng thịt đãi tôi tớ mình, đi theo Chúa. Wow, một hành động tôi nghĩ rất tuyệt vời. Ông Matthew, khi ông được Chúa kêu gọi, ông là người thâu thuế, mà thâu thuế thời bây giờ là kiếm trác cũng nhiều đấy. Ông mới mở một bữa tiệc ra và ông đãi tất cả mọi người, sau đó ông bỏ tất cả, ông đi theo Chúa Giêsu. Nên thấy không ạ? Cho nên điều quan trọng là hy sinh những gì bạn có để đi theo tiếng gọi của Chúa cho đến cuối cùng. Mọi sự kêu gọi đều có giá của nó, và người được sức dầu ai cũng phải trả giá. Đừng có mơ tưởng rằng mình không cần trả cái giá gì mà được sức dầu. Phải có anh chị em ạ. Phải có. Cho nên hành động giết bò này là một hành động của sự hy sinh. Nó như một của lễ vậy đó. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi quyết định theo Chúa Giêsu, thì nói thiệt á, chúng tôi vẫn còn được 30.000 đô la. 30.000. Và anh em biết, chúng tôi quyết định giết bò. Bò này là bò 30.000 đấy. Quyết định giết để kêu tất cả những người nào đang bị mafia đuổi, không công ăn chuyện làm, không nhà ở, bước hết vô đây. Tôi sẽ nuôi anh ăn ngủ, có chỗ bình yên, chỉ đọc kinh thánh cầu nguyện và trở thành môn đồ Chúa Giêsu cho tôi là được. Đấy. Không ạ? Và không bao lâu 30.000 đó nó hết. Dạ. Tôi nói thiệt anh em á, ngồi không ăn ngồi núi nó cũng lỡ đó chứ 30.000 thua gì. Một năm sau thì hết sạch, chúng tôi phải đi bán đĩa nhựa để sống. Nhưng bù lại chúng tôi được mấy chục anh em tin Chúa. Và từ đó vương quốc Chúa mở rộng khắp Moscow luôn. Amen. Cho nên nếu ngày hôm nay tôi nói với anh chị em mình không dám giết bò, thì vương quốc của Chúa không thể mở rộng được. Và sự kêu gọi, sự sức dầu không thể tuôn chảy trên chúng ta được. Anh em biết không? Sự sức dầu và sự thâm biến giáng xuống khi có của lễ cho Đức Giê-hô-va. Luôn luôn. Đó là nguyên tắc thuộc linh. Phải có của lễ. Của lễ không phải là những thứ dư thừa của cuộc đời mình, mà của lễ là những cái gì mà mạng sống mình phụ thuộc vào. Những cái gì mà con như là: ôi Chúa ơi, con dâng cái này nhưng mà ngày mai không biết là con lấy cái gì đút vô miệng. Có những cái lúc như thế. Có lúc như vậy. Và chúng tôi quyết định là giết bò cho vương quốc Đức Chúa Trời. Và tôi thấy cái điều này nó rất thực tế anh chị. Đức Chúa Trời có cách để bù lại cho chúng ta sau của lễ đó. Một hạt giống lúa mì kia nếu đứng một mình không chết đi thì nó chỉ ở một mình. Nhưng khi nó chết đi thì nó sinh hóa ra nhiều. Đúng không ạ? Cho nên tôi nhận thấy rằng khi mình giết một con bò cho Chúa, mai mốt Chúa bù lại một đàn luôn. Không, đàn luôn. Đó là sự thật.
Đó là sự thật, phải không ạ? Rồi. Tiếp theo anh chị em, một điểm nữa cũng rất thực tế trong cái chuyện là người được sức giàu để chuẩn bị. Tôi nói rằng, để được sức giàu, anh chị em phải sẵn sàng giết bò. Nghe chưa? Cái ai ở đây còn tiếc bò của mình không? Ai muốn được sức giàu? Rồi, tất cả luôn. Rồi, bỏ tay xuống. Ai sẵn sàng giết bò mình? Cánh tay các bạn hơi ít lại ha. Cánh tay ít lại. Có cái máy quay để tôi chụp, tôi đếm lại thử coi bao nhiêu. Nãy tôi nhớ là đầu giờ bài giảng tôi ai muốn được sức giàu hầu như 100% dơ hết cơ mà. Bây giờ tôi hỏi ai giết bò thì có 1/3 thôi, thế là sao? Điều này rất thực tế anh chị ha. Phải sẵn sàng giết bò. Chúng ta phải giết bò mình mới được, chẻ cày. Đây là của lễ. Nó không phải nói về vật chất, mà nó nói về tấm lòng của chúng ta đối với Chúa anh chị em ạ. Tấm lòng của chúng ta khi anh chị em yêu một người nào, anh em yêu chân thành, anh em yêu tha thiết, anh em nhớ lại thời trai trẻ của mình đi. Anh em yêu một chàng trai hay một cô gái nào đó đi. Thật ra trong túi chả đồng nào nhưng vẫn sẵn sàng để chi sau một bữa uống nước đúng không ạ? Chi hết, có bao nhiêu chi sạch. Đó là tình yêu. Và tình yêu chúng ta đối với Chúa cũng vậy. Khi anh em thật lòng sống với Chúa Giêsu, anh em không tiếc gì hết đó. Không, tôi nói thiệt, đó là chỗ thật chân thành. Không tiếc một cái gì. Không tiếc một cái gì, kể cả công danh sự nghiệp, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tất tần tật vì lợi ích của Chúa Giêsu. Amen. Tất cả vì lợi ích Chúa Giêsu. Và tôi nói rằng, tôi hay nói với mọi người rằng chúng ta đâu sống đời ở đây đâu. Nhà chúng ta là thiên đàng cơ mà. Chúng ta sống ở đây giỏi lắm 7, 8, 9, 10 năm, 120 là cùng, phải không ạ? Cho nên mọi thứ ở đây cứ coi là mượn tạm của Chúa đi. Mượn của Ngài thì trả lại cho Ngài là chuyện bình thường. Amen. Có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Nào chúng ta đi tiếp một chỗ nữa. Các vua nhất chương 19 câu 20 chép thế này: xin cho phép con hôn cha mẹ rồi con sẽ theo ông. Đây là cái chỗ rất tuyệt vời. Sự kêu gọi thường đòi hỏi một số dạng tách biệt khỏi gia đình của bạn. Chỗ này hơi mới đúng không? Nhưng mà đó là thực tế. Và những người thân của anh em á phải trả giá cho sự kêu gọi của anh em. Những người chồng có thể không còn nói gì nghe nấy trong gia đình nữa. Những người vợ cũng vậy. Khi được kêu gọi, khi họ được kêu gọi, họ là tài sản của Chúa. Chúa nói họ nghe, chứ không phải người khác điều khiển họ. Đây tôi gọi là một vài cái sự trả giá mà những người trong gia đình phải cảm thông và hiểu được. Nhiều người dạy rằng thứ nhất là Chúa, thứ nhì là gia đình, thứ ba là chức vụ, rồi thứ tư là cái gì đó. Nhưng mà tôi rất là nghi ngờ cái sự này. Tôi không đồng ý với cái danh sách này, vì nó trái với điều Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nói rằng nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Luca chương 14 câu 26-27. Chồng, vợ, con cái, anh em, chị em, tất cả đều phải trả giá vì Chúa kêu gọi anh em. Đó là sự hy sinh trong gia đình. Cái giá của chức vụ đã cao mà cái giá trả cho hành vi không vâng lời Chúa nó còn kinh. Cho nên khi mình lìa khỏi gia đình, không có ý rằng là mình bỏ bê gia đình, sống vô trách nhiệm với gia đình, để cho con cái nheo nhóc không cơm ăn, không áo mặc, không có tiền đi học, không phải. Mình lìa khỏi gia đình có ý rằng mọi ý chí, mọi lý trí, mọi ý kiến của họ không còn thể áp đặt và điều khiển trên cuộc đời các anh em nữa. Có một số người Chúa kêu gọi, Chúa sức giàu đặc biệt lắm. Nhưng mà đi truyền giảng là phải về hỏi ý kiến vợ cái đã. Vợ cho phép mới đi. Không à? Tôi gọi đó là sự ràng buộc. Và khi anh em còn là người được sức giàu mà còn sự ràng buộc đó, Satan đã điều khiển anh em như con búp bê vậy. Điều khiển ngay. Đang hứng thú để đi truyền giảng vì Chúa kêu gọi đi đúng không? Satan đã biết. Nó về nó kích cho cô vợ. Ông này đi suốt. Hôm nay mày phải nói ông ở nhà. Đúng không ạ? Ở nhà. Bắt phải ở nhà. Về cái anh chồng á. Em, mai anh có chuyến truyền giảng ở chỗ kia. Anh đi hoài ở nhà. Anh mà đi nữa em ly dị đó. Anh mất chức vụ luôn đó. Thôi thôi em, hạ họ tới anh ở nhà. Rồi xong. Sự sức giàu tuột mất. Hiểu ý không ạ? Tôi nói với anh chị em, người được sức giàu là người thánh của Đức Chúa Trời. Và mọi mạng lệnh của Đức Chúa Trời là pháp lệnh trên người đó. Không có một người nào
thứ gì có thể chen vào để điều khiển. Đó là người được sức giàu. Lý do mà Elise về để nói rằng từ giả cha mẹ là không phải là ông hoàn toàn không còn liên kết với gia đình đâu. Cái chỗ này nó có ý rằng cha mẹ không còn quyền trên đời sống của con. Bây giờ con thuộc về tiên tri Eli. Con đi theo ông Eli. Con phục vụ Chúa của ông Eli. Ông Eli nói gì con sẽ nghe đó. Ông Eli là thầy của con, như cha mẹ thứ hai của con. Đó gọi là lìa khỏi gia đình. Em hiểu ý không ạ? Người được sức giàu phải chuẩn bị điều đó. Và nhiều người ngày hôm nay, cái sợi dây ràng buộc của gia đình trói chân họ. Cha mẹ trói họ, vợ chồng trói họ, con cái trói họ. Muốn sống cho Chúa, đi một bước nó kéo lại năm bước. Nó kéo hồi không biết là đang ngồi trong cái xó nào. Không ạ? Rất là nguy hiểm. Cho nên hãy nhớ lời Chúa Giê-xu nói. Chúa Giê-xu nói đi nói lại rằng nếu một người mà không ghét cha mẹ vợ con, cái từ ghét này không có nghĩa là căm ghét, mà không có đặt cha mẹ vợ con, anh em chị em mình, chính sự sống mình ở dưới sự sức giàu, dưới sự kêu gọi, thì không xứng làm môn đồ của Chúa Giê-xu. Tôi cảm ơn Chúa, bởi vì có lẽ tôi được ơn của Chúa cho nên tôi hay dễ dàng trong cái vấn đề này. Khi tôi tin Chúa là chả có ai tác động được hết á. Cha mẹ anh em nói gì nói tôi mặc kệ. Còn tôi sống theo chủ nghĩa là mặc kệ nó. Không nói gì nói. Tôi cứ im lặng làm theo ý Chúa. Ai nói tà đạo, ai nói bỏ cha bỏ mẹ, bỏ ông bỏ bà, tôi im lặng chả nói câu nào. Cứ Chúa Giê-xu nói gì tôi làm theo cái đó. Vậy tôi kệ thôi. Cho nên xem, đôi khi sống trên đời này, sống theo chủ nghĩa mặc kệ nó rất hay. Cả thế gian nói gì mượt, quan trọng là lời Đức Chúa Trời nói gì. Đó là người được sức giàu. Cảm ơn Chúa. Thôi cuối cùng rồi, mình kết thúc, 12 giờ kém rồi. Anh em học được mấy điều rồi nha? Nhiều điều ha. Rồi cuối cùng, các vua nhất chương 19 câu 21, đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Hạ mình phục vụ Chúa cách tự nguyện là điều vô cùng cần thiết. Đây là một cái quy trình huấn luyện tu chỉnh rèn tập không thể thiếu cho một người chuẩn bị được sức giàu. Ông Elise, ông đi theo, ông phục vụ Eli một thời gian dài, rất là dài, tôi không biết là bao nhiêu năm trước khi ông được sức giàu gấp đôi. Và trong thời gian ông đi theo phục vụ Eli, tôi hỏi anh chị em là Elise có làm được phép lạ nào chưa? Chưa. Elise không làm được một cái gì cả, chỉ đi theo hầu việc thầy mình. Đến nỗi ở trong các vua 2 chương 3 câu 11 chép như thế này: nhưng Giô-sa-phát hỏi, ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va mà chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Israel thưa rằng, ở đây có Elise con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Eli. Ông hầu việc Eli đến nỗi mà cả cộng đồng đều biết cái chức vụ của ông. Cả cộng đồng thời bấy giờ đều biết rằng ông là người sách cặp cho Eli. Nói vậy cho nó dễ hiểu phải không ạ? Ông là người sách cặp cho Eli. Eli đi đâu đi đó, Eli muốn làm gì ông làm đó, Eli cần giúp đỡ gì ông giúp đỡ đó. Đó là sự hầu việc. Và bằng cách như vậy, anh chị em thấy, bằng cách như vậy, đến thời điểm Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Eli xe gấp đôi Eli là thầy của mình. Và đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng người ta biết đến Giô-suê như một thuộc hạ của Môi-se. Trước khi nhận lãnh sự sức giàu sau nhiệm, bạn phải trở thành một người phục vụ. Người ta gọi các sứ đồ là các tôi tớ của Đấng Christ. Họ đi theo Đấng Christ thôi, theo Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu cần gì thì họ phục vụ đó. Anh em đọc trong bốn sách Phúc Âm sẽ thấy Chúa Giê-xu nói, ô chúng ta sẽ ăn lễ vượt qua. Các môn đồ lập tức nói, Chúa ơi, ăn ở đâu để chúng con đi chuẩn bị? Và Chúa nói, bây giờ đi ra đường gặp người, hỏi là cái phòng mà chúng ta ăn lễ vượt qua ở đâu, người đó sẽ chỉ cho. Và các môn đồ đi theo làm tất cả mọi thứ và mời Chúa vào để ăn lễ vượt qua. Anh em thấy các sứ đồ đi theo Chúa khăng khít không? Chúa đi đâu họ đó, Chúa ngủ ở đâu họ ngủ ở đó. Mặc dù trước đây họ có nhà có cửa đàng hoàng, nhưng mà đi theo Chúa Giê-xu toàn ngủ trên bờ bụi thôi. Tôi thấy ngủ trong sa mạc, ngủ trong giường, ngủ dưới gốc cây, thậm chí là đói không có gì ăn, bứt bông lúa mì ăn bị mấy pha-ri-si nó công kích. Anh em nhớ, tôi nghĩ tôi cũng cảm giác là đi theo Chúa đúng. Thời gian đầu cũng căng chứ đâu phải đơn giản, phải không ạ? Đói. Đói không có gì. Đó là cái thử thách
mà chúng ta cần vượt qua trong cái tinh thần phục vụ. Đôi khi đi theo phục vụ một người của Đức Chúa Trời, không có phải là ở khách sạn 5 sao đâu. Đôi khi là ngủ dưới gầm cầu ấy chứ. Phải không ạ? Tôi nhớ ngày xưa tôi đi xuống Đồng Tháp đi truyền giáo, dẫn theo ai đó không biết, quên rồi. Thuê một cái nhà trọ để ở, để mà giảng ngày mai. Anh chị biết ở miền Tây họ làm nhà trọ kỳ lắm. Cái toilet thì nó hở mà nó ở tại cái giường luôn. Ngay đầu giường nó có toilet. Đang ngủ tôi nghe wow. Tôi nói sao anh em ơi, chọn cái nhà nghỉ tốt nhất vùng này rồi đó. Nó có những cái thứ như thế xảy ra. Và những người không quen để đi theo người phục vụ Chúa sẽ dễ bỏ cuộc lắm. Rất dễ bỏ cuộc. Phục vụ Chúa có những lúc nó như thế anh chị em. Đâu có phải lúc nào cũng êm ấm. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, để chuẩn bị được sức dầu, chúng ta phải là người sẵn sàng phục vụ người khác. Được không anh chị em? Amen ha. Tóm lại, tôi muốn tổng kết lại để cho anh chị em nắm buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, anh chị em phải là người siêng năng làm với mục đích. Anh em phải là người nhiệt thành, thành thật, hết lòng với sự kêu gọi của Chúa. Điểm thứ ba, anh em phải là người có hướng theo những sự dịch chuyển dù nhỏ bên trong tấm lòng của mình. Đừng dập tắt nó. Thứ tư, anh em phải là người sẵn sàng giết bò. Thứ năm, anh em phải là người sẵn sàng lìa khỏi ảnh hưởng của gia đình mình. Và cuối cùng, anh em phải là người sẵn sàng phục vụ người khác. Ok, chúng ta hãy đứng dậy cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Nào, bây giờ là lúc mình cầu nguyện để Chúa chuẩn bị tấm lòng của mình. Tôi tin rằng anh chị em ước ao để được Chúa sức dầu cho đời sống của mình. Anh em sẽ được sức dầu và được thành công trong cuộc đời của mình. Đó là điều mà tôi cũng muốn, anh em cũng muốn và mọi người đều muốn. Cảm ơn Ngài. Chúng ta cầu nguyện điều gì đây? Tất cả chúng ta hãy hướng lòng về Ngài và hãy hết sức chân thành thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, hôm nay hãy định vị con trong thân thể của Ngài. Mỗi một chúng ta phải được Đức Chúa Trời tỏ cho biết anh em là gì trong thân thể của Chúa. Chúng ta không thể nào lang thang cái điều này được. Chúng ta không thể nào bất định điều này được. Và những anh chị em trên live stream cũng vậy, hãy cầu nguyện với tôi: Chúa ơi, hãy định vị con, hãy tỏ cho con biết con là ai, mục tiêu của cuộc đời con là gì, Chúa kêu gọi con trở thành người nào, con sẽ làm gì và có điều gì. Nào, chúng ta hãy đến cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Anh chị em ơi, mỗi người hãy cầu nguyện. Hãy hướng lòng về Ngài cầu nguyện. Tôi tin rằng hôm nay Chúa làm phép lạ trên tất cả anh chị em. Và Ngài sẽ kêu gọi anh em. Ngài sẽ bắt đầu làm trong tấm lòng anh em. Ngài sẽ định rất rõ những vị trí mà anh em có trong thân thể của Ngài. Vì thân thể của Ngài cần anh em. Hội thánh của Chúa cần anh em. Hội thánh của Chúa cần chị em. Hội thánh của Chúa cần tất cả những người đang đứng đây. Nhưng anh chị em ơi, Ngài phải tỏ cho anh em biết anh em là tay, là chân, là mắt, là mũi. Anh em là ai? Anh em có gì và trở thành người nào? Hãy cầu nguyện giờ này. Lạy Chúa, hãy định vị con trong thân thể của Ngài. Ôi Chúa ơi, hãy định vị con trong thân thể của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng tôi cầu nguyện giờ này. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng tôi cầu nguyện giờ này. Đức Chúa Trời sử dụng thần linh của Ngài để đóng ấn cho anh em. Đức Chúa Trời sử dụng thần linh của Ngài để sức dầu cho anh em. Tỏ cho anh em biết vị trí của mình. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Oh hallelujah. Hallelujah. Cầu nguyện anh em. Hãy nói với Chúa điều đó. 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 Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh, trong danh của Chúa Giêsu, Chúa hãy định vị con ở trong thân thể của Ngài. Hãy định vị con ở trong thân thể của Ngài. Hãy tỏ cho con thấy điều Chúa muốn con thấy ở trong thân thể của Ngài. Hãy tỏ cho con biết điều Chúa muốn con biết về con trong thân thể của Ngài. Lạy Chúa, con là ai trong thân thể của Ngài? Lạy Chúa, con được kêu gọi để làm gì trong thân thể của Ngài? Lạy Chúa, con kêu gọi để được đạt được điều gì trong thân thể của Ngài? Chúa, hãy tỏ cho con buổi sáng hôm nay. Hãy cầu nguyện anh chị em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mỗi một người hãy cầu nguyện nào. Thần của Đức Chúa Trời sẽ đến thăm viếng anh em. Thần của Đức Chúa Trời sẽ động chạm tâm lòng anh em. Thần của Đức Chúa Trời sẽ làm những công tác của Ngài trong tâm lòng anh em ngay giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Tiếp tục đến xem. Hỏi anh em trên live stream hãy tiếp tục cầu nguyện nào. Hãy thưa với Chúa về vị trí của mình. Hãy nói với Chúa về địa vị của mình. Hãy nói với Chúa về khát khao của mình. Hãy nói với Chúa về những điều anh em ước mơ. Hãy nói với Chúa ơi, hãy định vị con trong thân thể của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Thánh Linh ơi, con cầu Ngài hãy đến trên mọi con cái của Ngài giờ này. Con cầu Ngài hãy chạm trên mọi con cái của Ngài giờ này. Con cầu Ngài hãy mở tấm lòng mọi con cái của Ngài giờ này, để họ biết họ là ai trong thân thể của Ngài. Họ có gì trong thân thể của Ngài. Họ được kêu gọi để làm gì trong thân thể của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện trong danh Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Tiếp tục cầu nguyện anh em. Những anh em trên live stream cũng vậy. Hãy cầu nguyện cùng với chúng tôi. Hãy cầu nguyện cùng với chúng tôi. Tôi nói lại với anh em rằng, nhu cầu được sức dầu, nó không thua kém nhu cầu được chữa lành, được giải cứu đâu. Nó là điều quan trọng hơn nữa. Vì khi anh em được sức dầu, anh em sẽ sống khỏe mạnh, anh em sẽ sống tự do, anh em sẽ sống thành công, anh em sẽ sống đầy phước hạnh. Hãy khát khao sự sức dầu. Oh, hallelujah. Tôi cầu nguyện cho tất cả những anh em trên live stream giờ này. Hãy đứng dậy khỏi chỗ của mình. Hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy chuẩn bị con. Chuẩn bị tấm lòng của con. Chuẩn bị tấm lòng của con. Chuẩn bị đời sống của con. Chuẩn bị cho sự sức dầu của Ngài. Vì Ngài không bao giờ để con đứng đi mà không ra trái. Ngài muốn con kết quả trong Ngài. Mỗi một người phải được kết quả trong Ngài. Tôi cầu nguyện cho tất cả anh chị em trong hội trường này. Anh em hãy khẳng định lại một lần nữa đi. Tôi biết một điều rằng, Chúa muốn anh em kết quả trong Ngài. Hallelujah. Cho nên không một ai đứng đây mà là vô ích trong vương quốc của Ngài. Tất cả đều có ích trong vương quốc của Ngài. Và bởi vì vậy, anh em cần được Chúa sức dầu cho mình. Cần được Chúa đụng chạm tấm lòng của mình. Cần được Chúa mở tấm lòng của mình. Cần được Chúa giờ này thay đổi tấm lòng của mình. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Điều đầu tiên tôi cầu nguyện cho anh chị em. Tất cả những ai, tất cả những ai mà không siêng năng làm việc, lười biếng thụ động, lề mề ẻ ỏi, thất bại giới hạn, những người mà thấy mình vô tích sự trên cuộc đời này, những người mà không bao giờ làm ra một giá trị nào cho xã hội này, anh em biết Satan đang giới hạn đời sống anh em. Và Satan đã làm một điều đó để ngăn trở anh em được Chúa sức dầu. Tôi công bố buổi sáng này, trong danh Chúa Giêsu, mọi tà linh của sự giới hạn thất bại phải rơi khỏi hội chúng giờ này. Rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rời đi. Toàn bộ những người nào hãy kiểm nghiệm lại đời sống của mình. Thử xem mình có những sự thành công, sự tấn tới trong công việc hay không, sự đam mê trong công việc hay không, có sự kết quả trong công việc hay không. Nếu không, anh em hãy mở môi miệng mình ra và nói: linh giới hạn thất bại trong danh Giêsu hãy ra khỏi đời sống của ta. Trong danh Giêsu hãy rời đi. Rời. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, linh giới hạn thất bại hãy rời. Linh rủa xả hãy rời. Linh rủa xả từ tổ phụ hãy rời. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng anh chị em buổi sáng ngày hôm nay. Tôi giải phóng anh chị em buổi sáng ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi tà linh giới hạn thất bại hãy ra khỏi đời chúng của Ngài. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời. Rời. Tôi bẻ gãy sự rủa xả của mày. Tôi bẻ gãy sự rủa xả của mày. Tôi bẻ gãy sự ảnh hưởng từ tổ phụ lên trên đời sống của họ. Mọi quyền lực tối tăm. Mọi quyền lực tối tăm. Mọi quyền lực tối tăm đang giới hạn, đang làm trì trệ đời sống của họ. Hãy rời đi. Rời. 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 Trong danh Giêsu. Ao. 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 Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Ao. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Rời đi. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Linh giới hạn thất bại ô uế rời đi. Linh giới hạn thất bại ô uế rời đi. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Linh giới hạn thất bại ô uế rời đi. Rời. 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 Rời.
rơi, 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 rơi. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục những ai đang nhìn thấy đời sống mình có những giới hạn trì trệ, lười biếng, có những sự lề mề trễ nải. Tôi nói với em rằng tà linh đang giới hạn anh em, để anh em không được sức dầu, để anh em không được Chúa ban phước, để anh em không được nhận lãnh sự phước hạnh thiên đàng. Trong danh Giêsu hãy trục xuất nó đi. Trong danh Giêsu trục xuất nó đi. Trục xuất đi. Trục xuất đi. Linh giới hạn thất bại đi ra. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Ra khỏi họ đi. Trong danh Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục lên trên. Tôi nói rằng mọi ơi linh nó phải rời khỏi hội trường này. Mọi ơi linh phải rời khỏi hội trường này. Mọi ơi linh phải rời khỏi hội trường này. Mọi ơi linh đang ngăn trở sự sức dầu của Đức Chúa Trời phải rời khỏi hội trường này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi ơi linh, bất kể nó đến từ nơi nào, bất kể nó có nguồn gốc từ nơi nào, bất kể nó trú ẩn ở đâu, bất kể nó làm việc gì trên đời sống anh em, tôi nói rằng hôm nay phải bị trục xuất. Hôm nay phải bị trục xuất. Hôm nay phải bị trục xuất. Mọi ơi linh hãy rời đi. Mọi ơi linh hãy rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đây anh em. Tiếp tục đây, tiếp tục đây, tiếp tục đây, tiếp tục đây, tiếp tục đây. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Out. Holy God fire. Lửa của Thánh Linh đến trên anh em giờ này. Lửa, 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 lửa. Holy God fire. Lửa, lửa, lửa. Holy God fire. Lửa, lửa, lửa trên trên em giờ này. Lửa của sự giải cứu, lửa của sự tự do, lửa của Thánh Linh đến trên em giờ này. Tự do đi, 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 tự do đi. Oh hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. 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 Hallelujah. Điều thứ hai tôi cầu nguyện ở đây cho anh chị em. Tất cả những anh chị em đang đứng ở nơi này, đã rất nhiều lần anh chị em muốn bước đi theo sự kêu gọi của Chúa, sự sức dầu của Ngài, nhưng gia đình đã níu chân anh chị em. Cái đó không phải ngẫu nhiên đâu. Đó là kế hoạch của địa ngục trên cuộc đời của anh em. Không có cuộc đời nào quý giá bằng cuộc đời phục vụ Chúa Giêsu. Nhưng lý do gì chồng, vợ, con cái, cha mẹ ngăn trở điều đó? Lý do gì? Chỉ có Satan thôi. Ngày hôm nay nếu anh em không chống trả nó thì cuộc đời của anh em sẽ đi lòng vòng trong sa mạc 40 năm và kết thúc bỏ mạng ở nơi đó. Chúng ta phải thoát ra để sống duy nhất cho Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố mọi sợi dây ràng buộc và tình cảm, ý chí, lý trí thuộc về đất trên anh em phải bị cắt đứt giờ này. Cắt đứt giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố một sự tự do, ý chí mạnh mẽ trên anh em để vâng phục Đức Chúa Trời giờ này. Mọi tà linh đang hành động trên đời sống anh em, ta cột trói giờ này. Tất cả những ai đang bị ngăn trở cho sự phục vụ và sức dầu của Đức Chúa Trời từ phía gia đình, dù bất kể gia đình đã là ai, người thân đã là ai, ta hủy bỏ mọi xiềng xích giờ này. Mọi xiềng xích phải rớt xuống giờ này. Mọi gông cùm phải rớt xuống giờ này. Tà linh đó phải rời đi giờ này. Rơi, rơi, rơi. Ao, 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 ao. Rơi, rơi, ao. Anh em hãy chiến đấu nào. Chiến đấu, những ai đang mắc kẹt trong điều đó, trong danh của Chúa Giêsu, mọi xiềng xích phải rời, mọi xiềng xích phải rớt, mọi xiềng xích phải rớt, mọi xiềng xích phải rớt. Alleluia. Hôm nay anh em phải tự do trong vương quốc Đức Chúa Trời. Tự do. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Đã biết bao nhiêu lần. Chiến đấu, biết bao nhiêu lần. Nó ngăn trở anh em, biết bao nhiêu lần. Nó đã xiềng xích anh em, biết bao nhiêu lần. Nó đã trói chân anh em. Trong danh Giêsu,
Mọi sinh sách phải rớt xuống. Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia. Mọi sinh sách phải rớt xuống. Mọi sinh rớt xuống. Mọi sinh rớt xuống. Mọi danh sách rớt xuống. Mọi tổng lộ phải bỏ ra. Trong danh Chúa Giê-xu. Trong danh Chúa Giê-xu. Trong danh Chúa Giê-xu. Trong danh Chúa Giê-xu. Khỏi tà linh kia, mà bà mày ra khỏi chồng họ, ra khỏi vợ họ, ra khỏi gia đình họ, ra khỏi cha mẹ họ. Tất cả những tà linh tà thuật kia, tổng bể gãy với trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tiếp tục đi anh em ơi, tiếp tục đi anh em ơi, tiếp tục đi anh em ơi. Tôi nói rằng Chúa kêu anh em đến sự tự do. Ra đi trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tôi nói rằng buổi cầu nguyện trưa hôm nay, nhiều cuộc đời trong anh em sẽ được dấy lên một cách tự do. Mọi dây trói đã bị bứt đứt giờ này. Anh em tự do để sống cho Chúa Giê-xu. Và mọi điều trên đất này là rơm rác trong danh Chúa Giê-xu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tôi tin rằng khi mình cầu nguyện như thế này, trong anh em có một sức mạnh từ thiên đàng để cho anh em sẵn sàng nói không với thế gian, nhưng nói có với Chúa Giê-xu. Hallelujah. Điều đó có lợi cho vương quốc của Chúa Giê-xu. Điều đó khiến cho anh em sống với một sự bình an vui mừng, dù thế giới này có ngã nghiêng hay làm gì kệ nó. Mà anh chị em ha, cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, sợi dây ràng buộc của gia đình là một trong sợi dây mà Satan thích dùng nhất để ngăn trở người của Đức Chúa Trời. Anh em nhớ Gideon không? Sau khi ông được kêu gọi, điều đầu tiên mà Chúa bảo ông làm là đạp đổ bàn thờ của nhà cha ngươi xuống. Anh em dám không? Nhưng Gideon đã đạp đổ bàn thờ nhà cha ông xuống đó, và Chúa đã dùng Gideon để giải phóng dân Israel. Chúng ta là người được sức dầu, chúng ta chỉ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà thôi. Và sứ điệp, thông điệp mà Đức Chúa Trời muốn truyền cho Gideon là đừng sợ gì cả, vì Chúa ở cùng chúng ta. Đừng sợ. Anh chị em đừng bao giờ sợ đi hầu việc Chúa mất gia đình. Đừng sợ đi hầu việc Chúa mất vợ mất chồng. Đừng sợ đi hầu việc Chúa mất con mất tài sản. Đừng sợ, Chúa sẽ đền gấp ngàn lần cho anh em. Hallelujah. Một lần nữa tôi nói anh chị em cầu nguyện đi. Con là người tự do để phục vụ Đức Chúa Trời. Con nhận lãnh sự tự do hôm nay để phục vụ Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu tôi bẻ gãy mọi ràng buộc. Nhân danh Chúa Giê-xu bẻ gãy mọi xiềng xích. Bẻ gãy mọi xiềng xích. Bẻ gãy mọi ảnh hưởng. Từ gia đình và xã hội. Không có lợi cho vương quốc Đức Chúa Trời. Không có lợi cho vương quốc Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi được tự do. Tôi được tự do. Không sợ hãi. Không sợ hãi. Để làm thành ý muốn của Chúa. Để làm thành ý muốn của Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Những điều mình cầu nguyện đó rất quan trọng anh chị em ạ. Nó là những bước chuẩn bị. Và nếu tấm lòng anh em không được tự do, làm sao có thể tiếp cận với thánh linh của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải tự do hoàn toàn để Đức Thánh Linh sử dụng cuộc đời của mình. Đó là thiên mệnh mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Đó là thiên mệnh. Anh em có muốn sống với thiên mệnh của mình không? Cảm ơn Ngài Chúa. Và Ngài là đấng sẽ dẫn anh em đến chỗ đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời giờ này sẽ làm một điều nữa cho anh chị em. Ai mỏi chân thì cứ ngồi xuống không sao hết á, mà ai mà không mỏi thì cứ đứng. Không sao hết, chúng ta đứng trước mặt Chúa. Dân Israel khi
Ezra đi về họ đứng cả ngày từ sáng đến chiều cơ mà. anh yên tâm, nhưng mà ai mỏi cứ ngồi không sao, anh em ngồi Chúa vẫn thăm viếng, mà đứng cũng thăm viếng, không vấn đề. Tôi biết rằng Chúa đang muốn làm một điều nữa cho anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay. Điều mà trước đây anh chị em không nghĩ đến, nhưng hôm nay Chúa sẽ làm cho mình. Tôi cảm ơn Chúa vì đứng tại nơi này có những con người đã kinh nghiệm sự sức dầu, đã kinh nghiệm những chức vụ mà Chúa giao phó cho mình, đã kinh nghiệm những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời làm qua mình, đã kinh nghiệm sự kêu gọi của Đức Chúa Trời như thế nào trên đời sống của mình. Và Chúa Thánh Linh đặt vào lòng tôi rằng có những anh em đó đứng ở đây, và anh em đó đang muốn kết quả hơn cho Chúa. Chúa hiểu tấm lòng anh chị em, Chúa hiểu được cái ý nghĩ thầm kín bên trong, những điều có thể anh chị em không nói với ai, nhưng Đức Chúa Trời biết. Và buổi trưa hôm nay, cái điều Chúa muốn làm là giúp anh chị em chỉnh lại đời sống của mình để bước lên một mức cao hơn. Đây là điều mà Ngài sẽ làm bây giờ. Khi tôi nói ra những điều này, cũng có những anh em trên mạng nữa đang theo dõi, người đang ở trong công trường của Chúa, hãy chú ý giờ này. Người đang muốn sự sức dầu và kết quả trên đời sống mình, hãy chú ý giờ này, vì thần Ngài sẽ thăm viếng họ. Ngay khi tôi nói những lời này, thì Đức Thánh Linh thăm viếng anh chị em. Tạ ơn Ngài Chúa. Tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài Chúa. Hãy thăm viếng anh em một cách lạ lùng. Tạ ơn Ngài Chúa. Ai đó được Chúa gia tăng tình yêu và niềm nhiệt huyết với Ngài, ai đó được Chúa thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ phía trước, Chúa Thánh Linh đang chạm. Vì tôi tin rằng những khát khao thầm kín đó Chúa đang thấy, và Ngài đang chăm sóc anh chị em. Không quan trọng anh chị em đang nhận nhiệm vụ nào, nhưng Chúa đều quý trọng anh chị em. Nào, sự thăm viếng của Chúa đang tiếp tục. Sự thăm viếng của Ngài đang tiếp tục. Và anh em biết không, khi anh em nhận sự gia tăng nâng cấp từ nơi Ngài, anh em sẽ thấy đời sống tâm linh mình khác đi. Chắc chắn là sẽ khác đi. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi, Ngài đổ trên đầy tớ của Ngài. Ngài đổ trên tất cả những đầy tớ của Ngài đang đứng tại nơi này. Chúa ơi, Ngài biết những ai đang hầu việc Ngài. Vì Ngài nói trong lời Ngài rằng ai hầu việc Ngài thì Cha Ngài sẽ tôn quý người đó. Chúa Giêsu ơi, Ngài biết rõ từng người, con cầu nguyện. Ngài biết rõ từng người, và thần linh của Ngài giáng trên họ một cách mạnh mẽ Chúa. Ô, cảm động họ như Ngài đã cảm động David. Cảm động họ như Ngài đã giáng trên Samson, trên Gideon, trên các sứ đồ. Nhân danh Chúa Giêsu con cầu nguyện giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu con cầu nguyện giờ này. Nguyện thác lũ của Ngài tuôn trên các đầy tớ của Ngài giờ này. Phục hồi Chúa, phục hồi, nâng cấp. Tôi đang nghe trong lòng của tôi hai cái từ đó. Chúa sẽ nâng cấp anh em, Chúa sẽ nâng cấp chị em buổi trưa ngày hôm nay. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, họ không đứng một chỗ, họ không dậm chân một chỗ, nhưng họ sẽ được nhấc lên sau buổi trưa ngày hôm nay. Ôi con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng, thần linh của Ngài. Hãy chạm, tiếp tục tuôn chảy. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh trong thời giờ thiên này. Nó rất là quan trọng anh chị em.
rất rất quan trọng cho cuộc đời của mình. Lời của Chúa nói, đó là sức khỏe, là sự sống cho chúng ta. Chúng ta cần nghe Ngài, nghe Ngài chỉ dẫn chúng ta. Oh hallelujah, lạy Chúa, con tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Đồng của Ngài. Ta ơn Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.